Cái đoạn đấy nó vẫn phải đi đằng đường Nội Bài đúng không? Đi Sơn Tây đánh Lăng Xê. Đi câu cá diếc. Gần hay đi gần Sóc Sơn gần. Sao không đi Hòa Bình được? Hòa Bình nó Tuấn Nhổn nó có biết chỗ đâu. Mẹ nó lấy ảnh lung tung ra. Nó đăng mà nó đeo biết chỗ, nhưng mà đi Hòa Bình kẻ đông đông anh em ấy, đi nó vui mấy anh em. Nó bảo nó không mưa. Em từng rồi. Xa. Xa bình thường. Đã đến gần khu vực đập Đồng Quan. Mất mệt à? Anh em mới lên đây lần đầu tiên, biết đâu mà để thăm dò. Đấy, có mấy quả đồi đấy, chắc là sắp đến hồ rồi. Trực cổng chứ cái không có hỏi thực. Ở đây để anh. Khu này nhìn đường nó gần giống như kiểu khu ở trên Sầm Sơn đấy nhỉ. Ồ kìa. Xem xuống. Xuống gì? Nôn à? Nôn à? Ông nào bị... Hôm qua thì ông nào đã lên đến đập Đồng Quang. Đập Đồng Quan Sầm Sơn. Đang cho anh em đang chuẩn bị đồ. Mỗi câu này. Ôi trời ơi. Chuối cả này, chuối cả này. Đấy, đồ câu. Anh có mang bưởi nhiều. Ở đấy, loanh quanh quên mẹ mất đó, bưởi. Bưởi quả. Cái điểm câu thì rất chi là đẹp mà hôm nay thời tiết rất lạnh và gió không biết là có cá hay không. Mấy anh em đi lên. Hôm nay lên đây là hơi gấp gáp một chút. Đây, hồ thì rất chi là rộng. Địa điểm lý tưởng để mà câu. Khu này mà mùa hè mà cắm trại đây thì chắc là ok lắm. Mỗi tội hôm nay đi hơi rét mướt một tí. Đang chuẩn bị đồ. Rồi, ngừng quay phim ở đây. Mấy anh em ra cần. Clip mà anh làm chương trình. Lạnh lắm. Phải. Sản phẩm gì nữa giật. Chụp gần. Lạnh lắm nhưng mà vẫn chỉ cởi áo. Ôi chị, em nghĩ ở đây không phải 15 độ đâu mà là phải
Đấy, đây là con đường rất là thơ mộng. Đây là rừng cây. Em ở ngay Đây là chỗ hồ. Power à? Ở ngay chỗ Power đúng không? Cái ngõ ngõ 7 anh còn thảo đấy đúng không? Đây, các anh ấy đang chuẩn bị khoai vẫn còn nóng. Đồ câu qua vội quá không chuẩn được đồ hôm nay đến đây. Thôi cái này đừng quay em ạ. À, mất bí mật quốc gia à? Đúng không? Lộ mất bí mật quốc gia đúng không? Mày mai không bán được. Mai không bán được hàng. Em dừng rồi. Đấy, không quay có thời gian trộn. Quay hồ chưa? Qua bóng bánh mệt quá. Đây là chỗ câu của anh em tôi. Nào đang quay anh đấy. Ừ. Ok, vẫn còn một gói. Em bé ơi, cầm lốt cho anh, cắt cho anh cái gói kia. Không, cái túi túi đấy để câu luôn. Các anh đổ ra. Nào thấy hình như nó vẫn còn. Đấy, đây là cái chân của mình. Mỏi tay quá. Sáng em rửa xe em mỏi tay. Dạ thôi, ra tôi rửa xe. Rửa xe đi cho mỏi. Thằng ngoài hiện vào đi lau xem hôm qua nó đi về có xước không. Trời thì mưa. Rửa xe. Đấy. Đây là cái xe anh Hải mới rửa sáng nay. Còn đây là anh Tuấn cũng mới rửa sáng nay. Trời mưa nhưng mà anh tôi đi rửa xe màu trắng. Mỏi tay quá. Điều cười kinh dị nhất của đó. Đây là các chỗ tính. Chỗ tính là cầu lăng xe. Mình thấy nghe chỗ nói có cái tinh dầu run. Được chế, chắc là được chế từ con run. Chắc chắn là từ run. Vì nó chế ra thành tinh dầu ấy. Hả? Ờ cái đấy bị bong rồi, cái mẹ nó không sao đâu. Nó đơn xuống tí được mà. Có cả 502 đi dính đeo dính thôi. Không sao đâu. Đấy anh bảo anh gắn lại cái đấy nhưng mà đang quay anh quên mẹ mất. Xong chưa? Đấy. Câu ở đây có thể nhìn thấy cả máy bay. Máy bay bay sát bít luôn. Rất là nhiều thể loại. Nghe nói là câu ở hồ nào thì phải lấy nước ở hồ đấy chọn. Nghe nói thế thôi nhưng mà không phải thế đâu. Đâu phải cần mua của ông Tích đâu. Cần trắng em. Cần trắng 52. Gặp cái thai thì chỉ gấp khoảng 3 lần mình chứ mấy. Không khéo gấp 5 lần thế. 3 lần. Đây là anh Tuấn đang trộn mồi cho cá. Kiểu trộn mồi cho cá thì rất là ngon. Cá cắn câu liên tục nhưng mà trộn mồi cho người thì chả ra gì. Ông đeo chịu được. Ok, xong. Đấy, các bạn nhìn thấy có ngon không? Giống món nem nóng thật.
ăn đi. Hình như là đến ngày mai là rét đúng không nhỉ anh nhỉ? Nay đã rét rồi. Ngày mai gió mùa đông bắc hơn hay sao ấy? Lạnh xuống đường phố cả chịu. Đây là anh Hải. Ôi giời, cái này vẫn còn chưa ra đông, buốt thế. Anh Hải đang sửa cần. Kéo tay áo lên. Lạnh mèo. Cá dưới hồ luôn. Ok, mà kéo bắt chứ lạnh. Xong chưa nào? Quay đi. Tay em run, cầm máy nó cứ run run này, nó cứ rung rung. Đấy, anh tôi đang rất chăm chú sửa cần. Một cái cần dài 5m2. Một cái cần màu trắng và một cái cần màu xanh. Đây còn một cái cần màu nâu nữa. Nhiều lắm, còn hai cái cần màu hồng hồng nữa. Thôi em nghĩ là em phải đốt lửa. Đóng ngồi đây được. Ngồi sửa đây. Thôi bọn em đi đốt lửa. Ờ, đừng nha. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Đây bắt đầu gà què anh em. Đàn ông thôi, nhưng mà khéo tay lắm. Chà, cọc tay quá. Đây là đang làm món gà. Món gà nướng cuốn giấy bạc. Đây. Món gà đây. Con gà to thế. Để con dao mà cắt anh. Để con dao ở cái đường gần kia ra. Đây em lấy dao cho. Cần không? Nướng nó bật xí. Con gà to hơn cả con gà hôm nọ đấy. Đấy, con này ăn rất là ngon. Đây là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. Đấy. Đường hay đường sắt và con gà. Thính câu cá. Đấy. Thính câu cá đây là thính câu người. Thính câu người. Quay phim quay cho đồng bằng nghe. Đây là thì cứ cái gì? À, chúng mày bỏ rơi tao thể loại kia. Đấy. Là một con gà nữa. Hôm nay chúng tôi có hai con gà, bốn người. Mỗi người phải ăn hết nửa con thì mới được về. Đứa nào không hết ném xuống hồ. Đứa nào không ăn hết thì ở lại.
đấy, đây là món này thành công người đó. Sáng hơi vội nên là làm cái này nó được ít. Mà hôm qua bảo thằng Hải nó ít đi thế bắt một con thôi, thế loanh quanh thành hai con đâu. Hai cái gì là hai con. Thôi hai con ăn cho ngon. Em tin là nó sẽ hết. Không phải ăn cồn đâu, đấy có còi rồi. Còn ngóc luôn thì đấy. Bọc rất là chuyên nghiệp. Có con gà cũng rất là chuyên nghiệp, kiểu quen tay ấy. Hỏi mẹ đâu rồi. Để một ít nữa bắt được con gà đúng không? Cưng gà đen. Ăn hết mắt. Anh ơi, để lại một ít nữa có cá cần nướng. Thôi nhờ. Thôi bỏ luôn nữa phải. Cá được nó chui đi đừng bỏ chúng ta. Nướng gì? Làm gì có cái xiên mà nướng cũng được. Que kia nếu gì rau có. Không cần. Cần... vừa ném xong tất cả các lăng xê này, anh em chưa thấy tín hiệu gì, vừa ném xong đang ngồi chờ gà bọn em cứ để đấy khoảng lúc nào thấy nó xém vẫn giấy bạc thì hãng lật đấy anh em. Ở đây đập thì rất rộng, cá chắc là cũng có, hôm nay thời tiết lên lạnh quá, anh em nhìn tay thôi. Bình thường nó đã run rồi, hôm nay lên lạnh quá, mặc ít, có đúng hai cái áo. Đây, một chiếc này. Khu này quang cảnh rất là đẹp, thích hợp để đi ra ngoại, nhưng mà cái này mùa hè đi thì tốt. Hôm nay đi lên nó lại trở gió, nó mưa, may bây giờ nó tạnh mưa rồi. Em bảo mang cái chân máy quay đi quên mất. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh 7 cần. Tất cả đều anh lăng xê hết. Biết ở đây có cá mú gì không? Cá này hồ rộng này chắc chắn là sẽ có rồi. Nhưng mà quan trọng có được hay không thôi. Đây là con gấu chó anh em. Quay đây, quay đây. Xinh đẹp mà. Nhanh. Đây. Đây. Xôi bọc. Gà. Anh cho em gối đâu mà người thảo. Thảm gì, cái đấy là cái chiếu. Chiếu cái mặt ở dưới nó bị rộm rộm, anh không ấy nữa, anh để đấy. Anh em cứ yên tâm, Hà Nội đi đâu sạch đấy, lúc về là tất cả anh em dọn hết, không có chuyện để bừa bãi thế này. Rất xin là vệ sinh này. Khu này đẹp, rất xin là đẹp. Ôi trời ơi, anh đang định đi chặt một ít cái cây, cái cành để lẻ bên dưới, xong rồi còn dài lên trên thì nó sẽ không bị ướt mông. Cái này nó sẽ ngấm đấy nhá. Chờ một tí để anh đi bẻ một ít cái lá. Kéo anh lên. Ôi giời, ấm quá anh em ạ. Này hơi lạnh tí nhưng mà ôi thích là mấy cái bát nước chấm. Cái kia để chấm em ơi, nhặt nốt vào có tí. Thế sao? Em bảo lấy cái hồ này sạch nhờ, không có rác nhờ anh nhờ. Là kiếm cái gì rửa cái này đi để tí được cái lớp chấm. Không.
đấy nó khét lắm em ạ, cứ rất nặng đâu đấy, lúc mình về thì mình nhớ đốt hết. Để tí lấy lúc chấm em. Để tí chấm cho lúc chấm. Em cho vào đây. Cho vào đây. Để tạm đây. Đánh dấu cho đấy ai ngồi vào. Nào ngồi vào phạt 15.000. Lâu nó cháy vỏ. Bây giờ chưa rửa. Chả gọi dậy ăn trứng thì chả dậy. Lúc nào? Anh Tuấn là anh gọi dậy ăn trứng đâu? Anh bảo ăn trứng hen ngu luộc không? Không, em buồn ngủ lắm. Cái là giờ phải phát. Em chỉ thấy anh bảo em dậy đi, đang ra rồi. Cái gì đang ra rồi? Ở đâu đang ra? Anh... Cái gì đang ra? Đúng không? Anh bảo có ăn cái gì không? Em bảo không. Đâu, anh nhớ nó không bảo không nói. Nếu có thì em đã ăn. Anh bảo có trứng với cả ngô luộc, em ăn gì không? Em bảo không. Ừ. Lớn thì đi lừa trẻ con à? Lửa to quá nhỉ. Cái xôi này tí thì còn cho tới 2-3 phút nè, nóng ngay. Chắc bà sai anh number one. Nóng này cháy nhanh quá. Đấy, nướng chuối. Em ăn chuối nướng. Chuối nướng, ăn chuối sống không? Lạnh lắm anh em ạ. Ngày này đúng lạnh, trên này bây giờ nó rơi khoảng 10 độ. Nước hồ nó tạt vào lưỡi nó rơi khoảng 10 độ. Lạnh quá. Đây là tối qua bóng bánh xong rồi khê khê rượu mà anh em hẹn hôm nay đi. Chứ cần biết nó lạnh như này thì thôi cũng ở nhà. Thôi đi chơi cho nó vui vậy. Đánh mới được đến 15 phút rồi ấy, mà chưa thấy cần nào kéo. Không thấy gì cả. Hiện tại là chưa thấy gì, chưa thấy một cần nào ăn. Biết cá mú đây như nào. Chắc chắn là nước rộng này sẽ có cá thôi, nhưng mà cá đi ăn hay không với cả như nào nữa rất khó nói. Không thể nói trước với anh em là chắc chắn nó sẽ được. Đây người ta cũng đến đây đi chơi du lịch này, nhưng mà nó chỉ là bừa bộn, rác rưởi nó vứt bừa phứa, nó nhìn rất chi là mất vệ sinh. Chúng tôi đi ở đâu xong là chúng tôi dọn hết ở đấy, không có chuyện vứt bừa bãi như thế này. Đây có mấy cái gốc cây khô chứ nhổ ra đốt mà nghe có vẻ không được anh em. Đây là cá diếc ở trên đập Đồng Quan. Đây là cá diếc này. Con đầu tiên lại là con cá diếc. Cá diếc Hải ạ.
Cái gì đấy? Chè. Lôi lên cái thế thằng nặng. Mới đầu cứ tưởng cái lá cây. Nhung ơi, ở trên xe có quả bưởi đây, mấy hai chị em gọt đi. Hải để đâu ấy? Mẹ rồi. Mắc rồi hả? Mẹ. Dít 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 phát xong mà mình bảo dính cá rồi, cái đéo đó. Mẹ, ăn cám rồi. Bây giờ làm nào? Bình tĩnh rồi. Thôi cái này cứ để đây. Xem nó có nhả không. Ừ. Hụt hụt hụt. Hụt. Đây này, chuẩn bị cả vớt tới đây này. Em ơi, ơi nóng cơ thở xuôi này. Xuôi nóng quá. Cháy mất cái đầu con gà. Ôi trời ơi, anh cởi giày ra lạnh quá. Sợ thật ông tập ông Hải này thù rất lắm. Thứ hạt giữa hạt bí ra vị. Anh em đi chơi thiếu đồ cứ vào thò tay túi nó móc cái gì cũng có. Đó là cái túi của Doraemon. Có bia là dỗ cái, nó loay quanh sáng quên mẹ không mà. Còn bao nhiêu bia vứt ở quán ông Tài. Ông Tài căn bản mọi hôm ông Giang sang sớm hôm qua, căn bản là ngồi mê em Huyền con gà ăn kê, thế là say quá. Người mẹ em Huyền để cấm nín đấy. Uống coca sạch điệu. Mình hôm nay thế nào lại xót thế, mang có mỗi một quả ớt mà sáng mua hẳn 2.000 ớt. Xé đi, xé đi, khẩn đi, mở xôi ra, quăng chén. Khó quá anh ạ. Nó lại hất mẹ vào người bây giờ. Gió nó thổi lại bay lên. Này thì em thách anh nhất được lên. Nhưng hai bên này nhất tay. À nhưng mà cẩn thận nó thủng chỗ này nhé. Đây để anh bóc cái xôi này. Con bé lười vậy đấy. Em đang thiết kế cái thuyền. Đấy. Đấy, cái này cái xôi nóng không? Rồi. Ăn được béo cái gì? Tay nóng hồn. Ghét em nhé. Lạnh. Xong cả chiều lại mình lại mang về đấy. Quất ở đâu được? Ở đây thì mang về. Để mang lên đồ học sinh. Thôi rồi gọi chén cháy. Đâu dưới ăn. Khất đấy. Ở đây có cái hồ không tí cứ chùi hết ở áo nhung. Không gọi điện mình mang về ăn đi. Mùa bao nhiêu rồi ăn? Không ăn gì à? Ừ, không lấy gì. Tụt cái chân ở trong. Ăn chân không? Ừ. Ăn thịt. Này, coca này. Thôi em không cần quay đâu. Không quay nữa. Đủ rồi. Nghe rất nhiều. Đây, anh em Hà Nội. Nghe gì?
sạch sẽ nha, đi đâu phải dọn đấy, dọn xong đốt hết luôn. Đấy anh em nhá, sạch sẽ nhá. Ok. Giờ chuyển lên trên hồ Thanh Lanh ngồi. Hả? Đang đi qua hồ Đại Lải. Không. Quay video là làm đấy, phát rồi. Phát trực tiếp tốn mạng lắm. Hôm trước hai cách đây 2-3 tuần câu ở đây chán rồi. Chán mới đời rồi. Qua đây nhìn thấy chán không một câu. Thử chuyển lên hồ Thanh Lanh, lên đến nơi chắc khoảng tầm 2 giờ câu, khoảng đến 5 giờ có hay không biết kết quả ngay. Đi về. Đi du lịch thôi. Thỉnh thoảng đi chơi xả stress cho đỡ buồn. Nói ra bãi đây chụp ảnh nha. Dạ. Ra đây chơi bời linh tinh này nó. Hôm trước ra mẹ đây thì này ngon nhỉ. Chỗ rộng rãi thoải mái đẹp đẽ. Đây chỗ này đi cả ô tô ra ngon, trước ra mẹ đây chơi. Dạ. Yeah. Đại Lải đây là khu giữa cái là nó san đất ra để nó xây nhà chứ đúng không ạ? Anh em đi ở đâu chuốt ở đấy thì gọi anh em Vĩnh Phúc ra mà hẳn con ô tô tải đi để chở cá này. Chất không biết có được cá hay không thì không biết. Đấy, bây giờ đi hồ Thanh Lanh ngồi thử. Lần này đánh hai hồ không được nữa thì lần sau cũng không dám lên Vĩnh Phúc. Lần sau đổi địa điểm. Đúng rồi, lần sau đổi địa điểm đánh hồ dịch vụ thôi. Đánh hồ dịch vụ của anh Lăng Xê. Đi câu xa tí cũng được. Cái này gọi là đập Thanh Lanh nhỉ anh nhỉ? Đó. Và nó bị va đập ở đây đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không có cá mấy nữa. Đợt trước nó cấm. Bây giờ nó không có cá mấy à? Vâng. Đợt trước là nó cấm, nhưng đến lúc chẳng ra người ta biết, người ta ồ ạt người ta câu. Câu thế này là cấm à? Ô, thế bây giờ vẫn cấm à? Không, bây giờ thì không cấm. Đang bắt đầu nó giảm cái máy đấy. Đợt trước có đợi nó mua rồi, nó làm thống mua lại. Nhìn nay mùa hè lên câu thì kiểu gì được cá này. Đúng. Hôm nay đi cái thời tiết nó khó khó quá. Thời tiết này là mùa này cá nó không. Gặp được thêm hai anh em Đại Lải nữa. Đây, lại lập tem ở đây, lại đốt lửa, lại nướng gà thôi. Cho xe dính theo cũng không tí. Khét mùi. Rồi ok.
anh em ạ, à, lên đến đây lạnh lắm. Ôi, bụt thì cứ bụt thôi nhưng mà không hy vọng là được cá đâu. À, đây này, đây gió rất chi là to, bụt thì cứ bụt thôi nhưng mà không hy vọng là được cá, ngồi làm mấy lon bia xong rồi đi về thôi. Đây, còn vui chơi giải trí thôi. Đây, đây đánh 2 cần thôi, 8 cần nhưng mà lôi ra đánh có 2 cần thôi. 8 cần nhưng mà lôi ra đánh 2 cần thôi, bởi vì là thấy lạnh quá, chán, không buồn lắm mồi nữa anh em ạ. Đây, hồ thì rất chi là đẹp. Sóng to, gió lớn. Hồ này nếu mà mùa hè mà ra đây mà ngồi một quánh lăng xê thì thích, thích thôi rồi luôn. Rộng bao la bát ngát. Đi lốt buổi này biết hết cái đằng Vĩnh Phúc rồi. Bữa sau sẽ đi buổi khác, đi chơi ra riêng. Sắp hết rồi. Buổi này chắc là buổi đi ra ngoài cuối cùng. Đây với mấy anh em bên này đã lội lửa rồi. Đây, đây là đập tràn xả, xả lũ đập này là chắc là phải, cũng chắc chắn là phải nhiều cá to lắm. Nhưng mà thời tiết này rất chi là khó câu. Trên này khoảng 10 độ. Mồi thì tôi không sợ vấn đề mồi của tôi, nhưng mà lượng cá anh em bảo là đợt trước ở đây nhiều, bây giờ nó thưa rồi. Lanh này, câu này, tiếng đồng hồ cần nào lên cũng được cái con này, không biết là tiếng con này con cá gì mồm nó nhìn đến rất buồn cười, nhưng toàn là cá bé thôi, không có cá to, chán mà toàn mắc cây, mất ba cái lăng xê rồi, chắc toàn là cái loại cây này này, đây là dưới nước này, chắc toàn là loại cây này, nhưng mà chúng tôi đánh rất là xa nhưng mà không hiểu sao vẫn mắc, đây này, nhìn này. Vẫn thò lên mấp mé ở trên nước đấy, đứt mất ba cái lăng xê rồi, không được, toàn là cá con, bây giờ không cần đi về. 7 con này, ở dưới kia thì được 3 con giếc, hình như là 3 con giếc thì phải. Đi mấy cái này chỉ gọi là vui chơi giải trí thôi. Cá mú to thì ít lắm. Nhưng mà đi chỗ này phải biết cái chỗ câu cơ. Mới đến đây thì cứ ngồi chỗ nào hay hay thì ngồi. Đấy, hồ rộng thì bao la, cá to chắc chắn nó sẽ có. Không biết điểm. Tất cả khu này nhiều cây lắm. Đây, ở dưới nước nó có cái cây này. Ngoài tít, ngoài xa chúng tôi đánh phải ít nhất phải tầm 50 mét này. Và vẫn có. Này. Đấy, giờ đi thu đồ về Hà Nội đây. Đấy, lên trên hồ Thanh Lanh mới câu được tiếng thôi, tiếng đồng hồ, 7 con choi choi, không được con cá to nào. Đi về, hôm nay đi cũng toàn cá nhỏ thôi, không lôi hai em này đi toàn cá giếc, cũng là lôi gái đi câu toàn cá giếc anh em ạ. Ôi đi, chờ anh ấn nhầm quay phim. Đấy, Hà Nội sạch xe, đi đâu đốt sạch đấy luôn, không bao giờ có chuyện bừa bộn. Đấy, mỗi nhỏ này đang cố gặm lốt miếng bưởi, lại ăn xong cũng phải vứt vào bếp, không vứt bếp vứt xuống hồ ngay. Mai rồi 3 ngày nổi phình phình. Ăn nốt đi. Anh em nào đi vệ sinh thì đi đi nhá, tí nữa xe không đỗ dọc đường đâu, không bắt khách dọc đường đâu nhá. Không. Rồi. Tạm biệt Vĩnh Phúc anh em, ta về Hà Nội. Cô này
Câu thì rất đẹp nhưng mà mỗi tội toàn mắc cây. Cá thì toàn là cá tin hin. Goodbye Vĩnh Phúc. Đường này kiểu mình vừa đi lên núi sao nhỉ? Bò của em. Đéo nó lần nào đi cũng toàn là cá thiêu thiểu mấy cá giếc nhỉ. Không có con cá kia nhìn nó không biết con cá gì mà mồm nó nhìn đi điêu thật ấy. Ở dưới mình không có con đấy đâu, nó không biết. Tao nhỏ vừa xong đi tít ở trên kia rồi. Và bây giờ nó vỡ cái đập này cái thì làm nào? Làm quả mìn Ôi ok, hẹn gặp lại các anh em ở trong cái video khác mà đi câu mà không phải là đi câu cá giếc là được. Ok. Quảng cáo đồ câu toàn mồm. Quảng cáo đồ câu toàn mồm. Đấy anh em thấy đi câu lên toàn cá giếc không? Còn hai con cá giếc mang về nữa này. Đây. Đi hai hồ, một hồ thì được nguyên cá giếc, một hồ thì nguyên cái cá gì không biết tên, cái mồm nó nhìn buồn cười quá anh em ạ. Đang trên đường trở về Hà Nội, bây giờ là 4 giờ rồi. Anh em lên trên này cũng chỉ câu hơn tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cá nhỏ quá. Bia rượu lướt khượt khượt xong rồi về. Rồi, tạm biệt Vĩnh Phúc, hẹn hôm nào có đám chụp thì lên đây thôi, chứ không đi câu thì không lên đây nữa. Thử đến thời điểm hiện tại thì thử 3 hồ rồi, kết quả không ăn thua. Cá nhỏ lắm, nếu mà có lên thì chắc là mùa hè mới lên được thôi. Mùa hè lên thì câu cá khác. Mùa nước rút, mùa này nước lớn, cá thì thưa, nước thì rộng, khó bắt. Ok, hẹn gặp lại anh em ở trong video clip sau nhé.